Việt Nam hạ thủy tàu hàng lớn nhất lịch sử, lọt top 7 cường quốc khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Có nhớ cách đây không lâu, có kẻ từng lớn tiếng phán rằng Việt Nam đến cái ốc vít còn không làm nổi, ý muốn chê bai trình độ sản xuất của nước ta. Khi ấy Việt Nam chỉ im lặng không phản bác, nhưng thay vì lời nói, chúng ta đã dùng hành động để chứng minh năng lực của mình. Chứng minh rõ ràng nhất là mới đây, Việt Nam đã khiến những kẻ coi thường phải câm nín khi Hạ thủy thành công con tàu chở hàng lớn nhất trong lịch sử nước nhà. Vậy con tàu made by Việt Nam có gì đặc biệt khiến nó trở thành niềm tự hào của dân tộc? Sự kiện hạ thủy con tàu khổng lồ này đã diễn ra như thế nào mà khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây. Và như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé! Các bạn thân mến, mới đây chiều ngày 11 tháng 5 tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu 5 triệu tổ chức lễ hạ thủy tàu hàng rời 65.000 tấn, đồng thời làm lễ đặt kỳ tàu chở hàng trọng tải lớn cùng loại số 02. Được biết, tàu Trường Minh Dream 01 được công ty thi công đóng tàu cho chủ tàu, công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc. Đây là con tàu số 1 trong lô 2 tàu của công ty công nghiệp tàu thủy Đông Bắc đặt hàng, mang tên Trường Minh Dream 01. Tàu thuộc dự án đóng tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay do chính các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện. Tàu được đăng kiểm Enki, Nhật Bản giám sát. Tàu có trọng tải toàn phần là 65.000 tấn, chiều dài tổng thể là 199,99m, chiều rộng là 32,26m, tổng dung tích là 101.384m khối tàu do liên doanh công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam Sách liên doanh với công ty Bluetech Phần Lan thiết kế với nhiều tính năng vượt trội so với các dòng sản phẩm cùng loại trên thế giới. Toàn bộ các công đoạn chế tạo con tàu này đều do các đội ngũ kỹ sư và công nhân của công ty đóng tàu Nam Triệu cùng các nhà thầu trong nước thực hiện. Đồng thời, tàu được thiết kế, đóng mới và lắp ráp các thiết bị hiện đại, thỏa mãn công ước quốc tế mới nhất và được cơ quan đăng kiểm Enki Nhật Bản phân cấp để có thể hoạt động trên tất cả các vùng biển quốc tế cũng như thỏa mãn yêu cầu của tất cả các cảng biển trên thế giới. Tại lễ hạ thủy, ông Nguyễn Văn Trí, giám đốc công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc nhấn mạnh, đây là con tàu chở hàng lớn nhất được đóng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay, là dòng tàu có thiết kế hiện đại và tính ưu việt bậc nhất về sức cản, về hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu và chất lượng khí thải, giảm trọng lượng tàu không về mức tối ưu thỏa mãn các điều kiện khắt khe của các chính quyền cảng tại Mỹ, châu Âu và Úc. Điều này cho thấy ngành đóng tàu của Việt Nam đang phát triển không ngừng với những khởi sắc đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đóng tàu đã nắm bắt được cơ hội vàng để chuyển mình mạnh mẽ. Nhờ đó ngành công nghiệp đóng tàu của đất nước đã được khẳng định chỗ đứng ở trên thị trường quốc tế, gia tăng cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng. Để có được các thành công này, không thể không kể đến đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong các công ty đóng tàu và nguồn lực của ngành nói chung. Họ đã không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân để nâng cao năng lực, giúp Việt Nam tiến lên làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại của thế giới. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể cho ra đời những con tàu có tải trọng hàng trăm ngàn tấn trong tương lai không xa. Điều mà trước đây chúng ta chưa từng dám mơ tới khi các ngành công nghiệp đóng tàu trong nước còn nghèo nàn, lạc hậu vì thiếu trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Sau khi hạ thủy thành công, tàu Trường Minh Dream 01 tiếp tục được công ty đóng tàu Nam Triệu hoàn thành tổ chức chạy thử, đạt đủ các điều kiện bàn giao chủ tàu trong thời gian tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Nam Triệu Nasico là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty công nghiệp tàu thủy SBIC đầu tư 100% vốn điều lệ, thành lập trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi từ công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Theo đó năm 2023, giá trị sản xuất thực hiện qua tàu là hơn 484 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch; doanh thu 288,5 tỷ đồng. Về kế hoạch năm 2024, đơn vị tiếp tục thi công hai tàu chở hàng 65.000 tấn và một tàu dầu 7.000 mét khối, dự kiến thi công một tàu mới cho tập đoàn Danmen, cùng đó sửa chữa khoảng 40 tàu, đặt kế hoạch doanh thu là 335 tỷ đồng vượt 16% so với năm 2023, lợi nhuận dự kiến là 8,1 tỷ. Sẽ không ngoa khi nói rằng ngành đóng tàu Việt Nam đã nổi lên như là một thế lực cạnh tranh không thể xem thường, không chỉ ở trong khu vực mà còn ở trên thế giới. Một minh chứng cụ thể cho nhận định này chính là việc mới đây Việt Nam đã lọt vào top 7 cường quốc đóng tàu toàn cầu và đang định hướng tới vị trí quán quân ở khu vực Đông Nam Á. Trang Insider Monkey của Mỹ đã công bố danh sách top 15 cường quốc đóng tàu trên thế giới dựa trên dữ liệu Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, trong đó liệt kê tỷ lệ phần trăm số tàu đã đóng so với toàn cầu trong năm 2021. Dĩ nhiên, trong top 6 là các quốc gia quá nổi tiếng ở trong ngày này, bao gồm là Trung Quốc 44,2%, Hàn Quốc 32,4%, Nhật Bản 17,6%, Philippines 1,6%, Italia 0,82%, và Đức 0,63%. Đặc biệt, vị trí top 7 đã thuộc về Việt Nam chúng ta với tỷ lệ phần trăm số tàu đã đóng được vào năm 2021 là 0,61%. Một con số cho thấy tiềm lực của chúng ta trong ngành này là không thể xem thường. Theo Insider Monkey, Việt Nam có tiềm lực đóng tàu khá mạnh với hơn 100 bến cảng và gần 20 nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê trong nước, những con số thực tế còn lớn hơn nhiều. Tháng 4 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định số 552 bổ sung thêm 10 bến cảng vào danh sách mục bến cảng thuộc cảng biển của Việt Nam. Nâng tổng số bến cảng toàn quốc lên con số là 296. Trong khi đó, theo Cục Hàng hải Việt Nam, hiện nay cả nước có 97 nhà máy đóng tàu với trọng tải từ 1.000 tấn trở lên và 68 nhà máy đóng mới sửa chữa tàu thuyền với tổng công suất thiết kế của nhà máy đóng tàu mới lên là 2,6 triệu tấn mỗi năm. Vị trí top 7 cường quốc đóng tàu toàn cầu thực sự là một kỳ tích của Việt Nam, vì chỉ mới cách đây vài năm, ngày nay tưởng chừng như là đã chết yểu. Đó là những năm mà thế giới đang lao đao về dịch, nhiều ngành sản xuất bị ảnh hưởng và các hợp đồng đóng mới cũng như là sửa chữa tàu với Việt Nam giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đóng tàu của Việt Nam đã nắm bắt cơ hội và có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi mà nền kinh tế toàn cầu khởi sắc trở lại. Điển hình là trường hợp của công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất từng đối mặt với nguy cơ trì trệ, thì ngày nay đã sản xuất rất tốt với số tàu biển đóng mới tăng lên gấp nhiều lần so với những năm trước đây. Tổng công ty công nghiệp tàu thủy SBIC cũng cho biết các nhà máy đóng tàu của họ trên cả nước có đơn đặt hàng sửa chữa tàu biển ở mức cao hơn trước đây, cả về số lượng tàu sửa và giá trị doanh thu. Nguyên nhân khiến cho đơn hàng đóng tàu của Việt Nam tăng cao trong thời gian gần đây được cho là do nhiều đối tác nhận thấy môi trường Việt Nam an toàn, doanh nghiệp Việt Nam có năng lực và uy tín. Khi đối tác đã có sự tin tưởng, dĩ nhiên, hợp đồng cứ tới tấp đổ về Việt Nam, giúp chúng ta trở nên nổi bật trong ngành này. Sản xuất đóng tàu hàng năm của Việt Nam hiện nay đã tăng gấp 10 lần so với những năm 1990. Công suất của các nhà máy đóng tàu ở Việt Nam thực sự có bước chuyển lớn. Năm 1999, khi Hyundai Việt Nam liên doanh giữa nhà máy đóng tàu Hyundai Mipo Hàn Quốc và Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy SBIC Việt Nam chuyển sang lĩnh vực đóng tàu. Sau 15 năm, tổng số đơn hàng lũy kế mà Hyundai nhận được đã tăng lên là 199 đơn hàng và công ty đang hướng tới mục tiêu trúng thầu con tàu thứ 200. Hiện nay, công ty đóng tàu Hyundai Việt Nam đã trở thành nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2020, hàng chục tàu tuần tra cao cấp của Việt Nam đã xuất khẩu sang tận châu Âu, chưa kể từ các đơn hàng trước đó đóng tàu đổ bộ và tàu tuần tra cho đối tác Venezuela. Tạp chí Diplomat nhận định rằng những bước phát triển này làm nổi bật tham vọng vươn ra toàn cầu của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Việt Nam đã vượt qua nhiều nước Đông Nam Á trong ngành này và đang dẫn đầu khu vực. Theo Research and Market, ngành công nghiệp đóng tàu của Philippines và Việt Nam được đánh giá là phát triển nhất, trong khi năng lực đóng tàu của Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Myanmar tương đối yếu do trọng tài tàu đóng tại các nước này khá nhỏ. Một chuyên gia hàng hải của Anh cho rằng sở dĩ Philippines đứng vị trí cao là nhờ vào nhà máy đóng tàu liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài như TESU, Capen và FPM. Nếu không có sự chuyển giao công nghệ từ những quốc gia có nền công nghiệp đóng tàu bền vững như là Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu, cũng như không có sự đầu tư mạnh vào thiết bị công nghệ tự động hóa, kết quả Philippines có thể không được như vậy trong khi đó đánh giá về việt nam phía anh cho rằng ngành công nghiệp đóng tàu của việt nam dự kiến có thể vươn lên vị trí thứ năm thậm chí là thứ tư ở trong bảng xếp hạng toàn cầu chỉ trong vài năm tới chỉ sau xếp ba ông lớn là nhật bản hàn quốc và trung quốc việt nam đã có những bước phát triển riêng biệt so với các quốc gia mới nổi trong khu vực và có sự tự chủ hơn hẳn và do đó bước tiến của chúng ta là điều không cần phải bàn cãi theo báo cáo nghiên cứu, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam ở trên cơ sở nền tảng dữ liệu nghiên cứu thị trường lớn nhất trên thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Nhìn chung, thị phần của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây nhờ vào nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững cùng với chuỗi công nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ phát triển để giải thích cho sự nổi bật về Việt Nam trong ngành đóng tàu, đầu tiên phải kể đến vị trí địa lý của đất nước với đường bờ biển dài, cùng với vùng đặc quyền kinh tế trên biển đông rộng hơn một triệu km vuông. Việt Nam là nước có vị trí thuận lợi để phát triển ngành đóng tàu. Không chỉ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngành đóng tàu còn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Việt Nam xác định. Kinh tế biển là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, từ đó sự chuyển biến cơ bản và toàn diện cơ cấu kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, nhu cầu vận chuyển bằng đường biển ngày một tăng cao nên ngành công nghiệp đóng tàu sẽ có nhiều cơ hội về thị trường, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập sâu rộng. Việt Nam cần xác định mình ở một vị thế khác, không thể quá phụ thuộc vào các tàu quốc tế. Trước đây, doanh nghiệp Việt gần như không có sự lựa chọn. Vì vận tải biển quốc tế chủ yếu là do các hãng tàu nước ngoài đảm nhận, Việt Nam chỉ đảm nhận 5% thị trường còn lại và chủ yếu vận tải các tuyến như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các khu vực Đông Nam Á. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn như là Mỹ và EU phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các tàu nước ngoài. Vị thế của chúng ta đã khác xưa nhờ hoạt động ngoại giao của Việt Nam đạt được hiệu quả trong những năm gần đây. Điều này cho phép chúng ta tự làm chủ việc xuất nhập khẩu của mình. Để biến điều này thành hiện thực, chúng ta cần có những đội tàu mới do Việt Nam tự đóng để tự đưa sản phẩm của ta ra nước ngoài và đó là cơ hội cho ngành đóng tàu phát triển. Theo ông Kenny Jung, tổng giám đốc tập đoàn Firework Media, với lợi thế về địa lý chiến lược, đường bờ biển dài cùng với lực lượng lao động lành nghề, ngành đóng tàu Việt Nam đã nổi lên như là một thế lực cạnh tranh không thể xem thường trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng, Việt Nam có vị trí địa lý hàng hải quan trọng, nơi có nhiều tuyến đường hàng hải đi qua. Đồng thời là điểm đến hấp dẫn của nhiều quốc gia. Tiềm năng cho thị trường đóng tàu Việt Nam là rất lớn, do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu và công nghệ đóng tàu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một vấn đề Việt Nam cần giải quyết để ngành đóng tàu nhanh hơn vươn lên vị trí dẫn đầu ở Đông Nam Á là nhân lực. Nhân lực phải đáp ứng được tiến độ thi công để không kéo dài thời hạn hợp đồng. Vì càng kéo dài thời gian thi công, doanh nghiệp càng thua thiệt muốn khắc phục được tình trạng chậm tiến độ phải chuẩn bị nguồn nhân lực thật tốt, sẵn sàng thích ứng với tiến độ do chủ hàng yêu cầu. Nguồn nhân lực bây giờ không những phải đáp ứng về trình độ mà còn phải cập nhật cả kiến thức công nghệ đóng tàu mới hiện đại. Do đó nhà nước cần sớm có các cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý để thu hút và đào tạo nhân lực, đồng thời có các giải pháp về thuế, điều kiện vay và lãi suất vay vốn ngân hàng để thúc đẩy ngành đóng tàu phát triển. Và đó là những nhận xét của chúng mình về con tàu chở hàng lớn nhất lịch sử Made by Việt Nam vừa được hạ thủy tại thành phố lớn thứ ba cả nước. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại cho chúng mình biết về cảm nghĩ của mọi người ở bên phía dưới phần bình luận nhé! Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn vào like, đăng ký kênh và bật vào chuột thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!